Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Gia An thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần địa lý kinh tế Việt Nam các em nhé. Mời các em lấy tập, lấy sách ra cùng theo dõi cái phần giảng bài của cô. Các em ghi chép bài đầy đủ nha. Trước khi qua nội dung bài mới, cô muốn cô và các em sẽ cùng ôn tập lại một phần kiến thức mà chúng ta đã học qua ở chương trình học kỳ 1. Học về địa lý kinh tế Việt Nam, trên phần lãnh thổ của Việt Nam được chia ra làm 7 vùng kinh tế tất cả. Vùng kinh tế thứ nhất đó là Trung du miền núi Bắc Bộ. Vùng kinh tế thứ hai là vùng đồng bằng sông Hồng. Vùng kinh tế thứ ba là Bắc Trung Bộ. Vùng kinh tế thứ tư là vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Vùng kinh tế thứ năm là vùng Tây Nguyên. Vùng thứ sáu là vùng Đông Nam Bộ. Sáu vùng kinh tế này chúng ta đã học qua ở chương trình học kỳ 1 rồi, có phải không nào? Và hôm nay cô muốn giới thiệu các em thêm một vùng kinh tế thứ bảy nữa, đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em quan sát trên lược đồ, chúng ta nhìn thấy rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long này là vùng nằm ở cực nam lãnh thổ của nước ta, là vùng nằm gần với xích đạo hơn so với các vùng khác. Như vậy, với cái vị trí nằm gần xích đạo hơn so với các vùng khác thì khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm như thế nào, và trong vùng này có những cái tiềm năng phát triển kinh tế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài 35 và 36 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng giống như các vùng kinh tế khác mà chúng ta đã học qua thì mỗi một vùng kinh tế chúng ta sẽ tìm hiểu 5 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí giới hạn lãnh thổ. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm dân cư xã hội của vùng. Nội dung thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế. Và nội dung thứ năm là chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong vùng kinh tế có các trung tâm kinh tế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung phần thứ nhất, đó là phần vị trí giới hạn lãnh thổ. Ở phần nội dung thứ nhất này, chúng ta sẽ dựa vào lược đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long hình 35.1. Chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất cho biết vùng có bao nhiêu tỉnh, thành và nêu diện tích của vùng. Câu hỏi thứ hai, hãy xác định vị trí giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và câu hỏi thứ ba, nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ có một tên gọi mà còn có rất nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như là còn có tên gọi là vùng đồng bằng sông Mê Công, vùng đồng bằng Nam Bộ, vùng đồng bằng Tây Nam Bộ, hay gọi một cách ngắn gọn theo người Việt Nam là miền Tây. Vùng này có 13 tỉnh thành, một thành phố trực thuộc trung ương đó là Cần Thơ. Tiếp theo đó là tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Vùng có diện tích là 39.734 km vuông. Như khi nãy cô có nói, khí hậu nơi đây có tính chất cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm. Chúng ta sẽ xác định bốn hướng, đó là hướng Bắc. Chúng ta xem phía Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên lược đồ, giáp với Campuchia ở phần Tây Bắc. Đông Bắc giáp với Đông Nam Bộ, ba mặt phía Tây, phía Nam và phía Đông của vùng giáp biển. Như vậy, với cái vị trí địa lý như vậy thì vùng sẽ có những cái thuận lợi gì trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng? Như chúng ta đã học, vùng Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đây là vùng năng động nhất, vùng kinh tế phát triển nhất ở nước ta và cũng là một trong những vùng đông dân ở nước ta. Như vậy thì vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm liền kề với Đông Nam Bộ sẽ có một cái lợi thế là dễ dàng học hỏi những kinh nghiệm từ vùng đồng bằng từ vùng Đông Nam Bộ. Và vùng Đông Nam Bộ do là vùng đông dân nên sẽ là một cái thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản
cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cũng đồng thời sẽ sử dụng nguồn lao động của đồng bằng sông Cửu Long. Ở phía Tây Bắc của vùng giáp với Campuchia, như vậy vùng này sẽ thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế cũng như văn hóa với các nước láng giềng này. Ba mặt đó là mặt phía Tây, phía Nam và phía Đông của vùng giáp với biển, như vậy sẽ đem đến thuận lợi cho vùng này là dễ dàng phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, dễ dàng phát triển ngành giao thông vận tải biển. Chúng ta quan sát ở vùng biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thấy rằng ở vùng biển của vùng này có rất nhiều đảo và quần đảo. Nơi đây có đảo lớn nhất đó là đảo Phú Quốc. Đây là đảo lớn nhất ở nước ta. Kế đến đó là Côn Đảo, đảo Hòn Khoai, Hòn Rái, Hòn Tre và các quần đảo như là quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu và quần đảo Hà Tiên. Các cái quần đảo này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng. Như vậy thì với cái vị trí địa lý như trên thì chúng ta thấy rõ ràng là vùng đồng bằng sông Cửu Long dễ dàng giao lưu với các vùng trong nước cũng như là với các nước láng giềng và dễ dàng phát triển các ngành kinh tế biển. Mời các em ghi nội dung thứ nhất vào trong bài nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần nội dung thứ hai của bài, đó là phần điều kiện tự nhiên và phần tài nguyên thiên nhiên của vùng. Mời các em quan sát lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở nội dung thứ hai này, chúng ta cũng sẽ trả lời ba câu hỏi chính như sau. Câu hỏi thứ nhất nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Câu hỏi thứ hai nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên của vùng này, và câu hỏi thứ ba nêu một số biện pháp khắc phục những cái khó khăn do thiên nhiên mang đến cho vùng. Yếu tố thứ nhất cô muốn nói ở đây đó là yếu tố địa hình. Đây là vùng có địa hình đồng bằng rất là bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc đi lại, thuận lợi cho việc sinh hoạt và thuận lợi cho việc giao thông, nên đây là một trong những vùng đông dân ở nước ta. Các em có biết vùng này do con sông nào bồi đắp hay không? Như vậy, yếu tố thứ hai cô muốn nhắc đến ở đây đó là yếu tố về sông ngòi. Vùng đồng bằng sông Cửu Long do sông Mê Công bồi đắp. Hệ thống sông Mê Công này bắt nguồn từ đâu các em? Bắt nguồn từ bên Trung Quốc, trải qua lãnh thổ của Myanmar, của Lào, Thái Lan, Campuchia, sau đó đến lãnh thổ Việt Nam và cuối cùng đổ ra biển. Như vậy, đoạn sông Mê Công trải qua lãnh thổ Việt Nam là đoạn cuối cùng của sông Mê Công. Chúng ta còn gọi đây là phần hạ lưu của sông Mê Công. Khi sông Mê Công và lãnh thổ Việt Nam nó tự tách ra thành hai nhánh sông chính, đó là nhánh sông Tiền và sông Hậu. Và từ hai nhánh sông Tiền, sông Hậu này lại tiếp tục phân ra thành nhiều nhánh sông nữa. Sau đó các nhánh sông đổ ra biển theo chính cửa sông. Như vậy trên bản đồ Việt Nam thì không hề có con sông nào mang tên sông Mê Công cả và cũng không có con sông nào mang tên sông Cửu Long cả, chỉ có hai nhánh sông Tiền và nhánh sông Hậu thôi. Và các em lưu ý giùm cô là hai nhánh sông Tiền và sông Hậu này nó là một bộ phận của hệ thống sông Mê Công. Đây là một hệ thống sông lớn ở khu vực Đông Nam Á thuộc châu Á. Ngoài hệ thống sông ngòi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ra thì ở vùng này còn có một hệ thống kênh rạch rất chằng chịt. Đây là một cái điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy lợi cho vùng này. Diện tích mặt nước của vùng rất rộng, bao gồm vùng nước nội địa và vùng nước ven biển, rất thích hợp để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Yếu tố thứ ba đó là yếu tố về đất. Đất là nguồn tài nguyên hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta quan sát trên hình. Ở trên hình này chúng ta thấy rằng là có bốn nhóm đất. Nhóm đất thứ nhất, ký hiệu miền màu xanh, đây là nhóm đất phù sa ngọt.
Nhóm đất thứ hai đó là nhóm đất được ký hiệu vì một miền màu tím, đó là đất phèn mặn, đất phèn. Và nhóm đất thứ ba là nhóm đất được ký hiệu bằng một miền màu xanh, đó là nhóm đất mặn. Và một nhóm đất nữa đó là được ký hiệu bằng một miền màu đỏ, đó là nhóm đất, các loại nhóm đất khác. Như vậy, vùng đồng bằng sông Cửu Long có cái diện tích đất tương đối rộng gần 4 triệu ha. Trong đó, đất phù sa ngọt được phân bố dọc bên hai bờ sông Tiền và sông Hậu chiếm 1,2 triệu ha. Còn nhóm đất phèn được phân bố ở phía Tây và phía Bắc của lãnh thổ, vùng đất mặn được phân bố ở ven biển phía Đông, phía Nam và phía Tây. Hai nhóm đất, đất phèn và đất mặn chiếm 2,5 triệu ha, còn lại là 0,3 triệu ha là thuộc các loại đất khác. Diện tích đất vùng này tương đối rộng, rất thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm với quy mô lớn. Đây là một cái nguồn tài nguyên hàng đầu, nguồn tài nguyên quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Yếu tố thứ tư cô muốn nói đến ở đây đó là khí hậu. Như khi nãy cô đã từng nhắc qua là vùng này là vùng nằm gần với xích đạo hơn so với các vùng khác ở nước ta, nên khí hậu ở đây mang tính chất cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm. Thời tiết vùng này ít biến động, thuận lợi cho việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Vùng này có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất là dày đặc, cộng thêm ba mặt giáp biển nên cái nguồn lợi về thủy sản của vùng này rất phong phú. Đây là một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có một cái nguồn tài nguyên phong phú nữa, đó là rừng ngập mặn được phân bố ở ven biển phía Đông, phía Nam và phía Tây của vùng, đặc biệt là trên bán đảo Cà Mau. Như vậy thì chúng ta thấy xét về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thì vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là một vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Thiên nhiên ở đây so với các vùng khác chúng ta đã học qua thì rất là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cái điều kiện thuận lợi đó thì thiên nhiên cũng mang đến không ít những khó khăn cho vùng. Và đó là những cái khó khăn nào? Đó là thứ nhất, diện tích đất phèn, đất mặn của vùng này chiếm diện tích khá lớn, 2,5 triệu ha. Vùng này do có khí hậu xích đạo, nóng ẩm quanh cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm. Vào mùa mưa thì thường hay gây ra lũ lụt trên diện rộng. Còn mùa khô, hạn hán kéo dài, thời tiết nóng nên dễ gây ra hiện tượng là thiếu nước ngọt và cháy rừng trong mùa khô. Vì sao đồng bằng sông Cửu Long lại có diện tích đất phèn và đất mặn chiếm diện tích hơn một nửa diện tích đất của vùng đồng bằng sông Hồng với các em? Bởi vì vùng này có tới ba mặt giáp biển. Vào mùa khô thì khi trong nội địa đất đai khô cằn thiếu nước thì con nước theo thủy triều vào sâu trong đất liền mang theo nguồn nước biển, làm cho đất ở trong vùng nội địa thường hay bị nhiễm phèn và nhiễm mặn trên một cái vùng rộng. Vậy theo em, để cải tạo đất phèn và đất mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta cần áp dụng những biện pháp gì? Thứ nhất, nên phát triển ngành thủy lợi để tháo chua rửa mặn đất phèn và đất mặn và sử dụng các loại phân bón thích hợp để cải tạo đất phèn và đất mặn. Lựa chọn giống cây trồng và vật nuôi sao cho phù hợp với hai loại đất này. Và kế đến nữa là cần phải bảo vệ tốt rừng ngập mặn ở ven biển và đặc biệt là khu rừng tràm ở những cái vùng trũng đất phèn. Vào mùa mưa thì ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này thường hay gây ra tình trạng ngập trên một cái diện rộng
Tuy nhiên, khi lũ đến, mặc dù là gây nên một số những khó khăn cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nó lại đem lại một cái nguồn lợi rất lớn cho người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Đó là gì các em? Đó là nguồn cá tôm. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là phần hạ lưu của con sông Mê Công. Vào mùa mưa thì nước mưa chảy rất mạnh, đem theo những cái nguồn cá tôm từ thượng lưu, trung lưu xuống phần hạ lưu, nên đây là một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đã ban tặng cho người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, vào mùa lũ, khi mà lũ rút đi rồi thì sẽ để lại một cái hàm lượng phù sa rất là màu mỡ, rất tốt cho cây trồng ở vùng này. Do đó, để khai thác cái nguồn lợi tự nhiên này, người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long họ đã biết cách khắc phục thiên nhiên để mà khai thác cái tiềm năng kinh tế này, bằng cách là họ xây dựng nhà trên những cái vùng đất cao, họ làm nhà, xây dựng thành nhà sàn, nhà được làm bằng phao hoặc là nhà làm trên các bè để khai thác cái nguồn lợi thủy sản trong mùa mưa này. Như vậy chúng ta thấy rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng giàu về tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước ta, nhưng mà do một số điều kiện về dân cư nên và một số yếu tố khác nên vùng này cũng vẫn là một trong những vùng còn khó khăn ở nước ta. Chúng ta ghi nội dung thứ hai này vào trong bài nhé các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần đặc điểm dân cư xã hội của vùng. Ở phần thứ ba này, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: hãy cho biết vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm những dân tộc nào sinh sống và dựa vào bảng chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hãy cho nhận xét về đặc điểm dân cư của vùng. Như khi nãy chúng ta đã tìm hiểu ở phần thứ hai, địa hình của vùng này khá là bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc đi lại, thuận lợi cho việc sản xuất, thuận lợi cho việc giao thông, nên đây là một trong những vùng đông dân ở nước ta. Ngoài người Kinh ra thì gồm có các dân tộc khác sinh sống, đó là người Khmer, người Chăm và người Hoa. Như vậy, nói về mặt thuận lợi thì vùng này do là vùng đông dân nên có nguồn lao động rất là dồi dào, và người lao động ở vùng này có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thâm canh lúa nước cũng như là trong ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Dân cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phân bố không đều, thường thì họ tập trung ven bờ sông Tiền và sông Hậu vì đây là nơi có đất phù sa màu mỡ, rất dễ canh tác và cũng có nhiều thị trạng xã, thị trấn, giao thông phát triển. Và nơi cư dân của vùng phần lớn là trên bán đảo Cà Mau, nơi đây có nhiều đất mặn và nhiều đầm lầy. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào bảng chỉ tiêu năm 1999, chúng ta sẽ so sánh một số chỉ tiêu của đồng bằng sông Cửu Long so với mức trung bình của cả nước nhé. Trong bảng chỉ tiêu này thì chúng ta thấy mật độ dân số của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 407 người trên 1 km vuông, trong khi đó cả nước là 233 người trên 1 km vuông. Chúng ta thấy cái chỉ tiêu này là vùng đồng bằng sông Cửu Long cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Về tỷ lệ gia tăng tự nhiên, ngang bằng với mức trung bình của cả nước. Về tỷ lệ hộ người nghèo của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 10,2%, cả nước là 13,3%. Như vậy, tỷ lệ hộ người nghèo của vùng này thấp hơn so với cả nước. Về bình quân thu nhập đầu người của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 342,1 nghìn đồng, cả nước là 295 nghìn đồng. Như vậy, ở cái chỉ tiêu này thì đồng bằng sông Cửu Long có mức cao hơn so với cả nước. Tỷ lệ người biết chữ
vùng này là 88,1%, trong khi cả nước là 90,3%. Tuổi thọ trung bình của vùng này là 71,1, cả nước là 70,9. Tỷ lệ dân thành thị của đồng bằng sông Cửu Long là 17,1 và cả nước là 23,6. Trong bảng chỉ tiêu này, chúng ta thấy chỉ tiêu mà chúng ta cần lưu ý của vùng này đó là tỷ lệ người biết chữ. Tỷ lệ người biết chữ của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 81,1%, trong khi đó cả nước là 90,3%. Như vậy, từ số liệu này cùng với số liệu tỷ lệ dân thành thị ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là 17,1%, trong khi đó cả nước là 23,6%, chúng ta có thể rút ra một kết luận là mặt bằng dân trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc vào loại thấp và tỷ lệ người biết chữ thuộc vào loại thấp hơn so với mức trung bình của cả nước. Chúng ta thấy đồng bằng sông Cửu Long là một vùng giàu về tiềm năng phát triển kinh tế, nhưng do mặt bằng dân trí còn thấp, thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Điều này làm hạn chế các tiềm năng để đẩy mạnh phát triển kinh tế của vùng. Chính vì vậy, việc phát triển kinh tế của vùng này phải đi đôi với việc nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị của vùng. Mời các em ghi bài phần nội dung thứ ba. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần nội dung thứ tư của bài, đó là tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế của vùng. Ở phần nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba ngành, đó là ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp và ngành dịch vụ. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu ngành nông nghiệp trước. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ nhất, nêu tình hình phát triển nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dựa vào bảng số liệu diện tích lúa và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, chúng ta hãy cùng so sánh hai tiêu chí này nhé. Xét về diện tích của lúa, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 3.834,8 nghìn ha, cả nước là 7.504,3 nghìn ha. So với cả nước thì diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long chiếm 51,1%. Về sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long là 17,7 triệu tấn, cả nước là 34,4 triệu tấn. So với cả nước thì sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long chiếm 51,5%. Từ bảng số liệu này, chúng ta có thể rút ra nhận xét là vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lúa và sản lượng lúa chiếm hơn 50% so với cả nước. Từ đó cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long là một vùng trọng điểm lúa lớn nhất ở nước ta. Vậy lúa ở vùng đồng bằng này được trồng nhiều ở những tỉnh nào? Lúa được trồng nhiều ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang. Bình quân lương thực đầu người của toàn vùng đạt 1.066,3 kg, gấp 2,3 lần mức trung bình của cả nước năm 2002. Nhờ đó mà đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. Hiện nay, nhiều địa phương không chỉ trồng lúa mà còn đẩy mạnh trồng mía đường và rau đậu. Sau đây chúng ta hãy xem một số hình ảnh trong quá trình trồng lúa và thu hoạch lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nhé. Đầu tiên là công đoạn làm đất. Công đoạn thứ hai là công đoạn gieo lúa và cấy lúa. Trong quá trình cây lúa lớn lên thì người ta sẽ bón phân và xịt thuốc cho lúa. Khi cây trưởng thành và lúa lớn lên và chín thì người ta tiến hành cái công đoạn thứ tư, đó là thu hoạch lúa, và công đoạn cuối cùng đó là phơi sấy lúa. Vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là một vùng trọng điểm lúa lớn nhất ở nước ta mà còn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta. Các loại cây ăn quả nổi tiếng của vùng này là như dừa, xoài, cam, bưởi. Ngoài ra thì vùng này ngành chăn nuôi cũng được phát triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi vịt đàn được phát triển mạnh nhất là ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.
Vĩnh Long và Trà Vinh. Bên cạnh đó, ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản cũng được phát triển mạnh. Tổng sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản của cả nước, phát triển nhất ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang. Hiện nay thì nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm cá xuất khẩu cũng đang được phát triển mạnh. Bên cạnh đó, nghề rừng cũng được xem là một nghề phổ biến của người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rừng được trồng nhiều ở ven bờ biển phía đông, phía nam và phía tây của vùng, đặc biệt là trên bán đảo Cà Mau. Sau đây chúng ta sẽ xem qua một số những cái tranh ảnh về các ngành nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây mời các em ghi bài phần nội dung thứ nhất, ngành nông nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành thứ hai, đó là ngành công nghiệp. Chúng ta dựa vào lược đồ hình 36.2 lược đồ kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long để trả lời một số câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất nêu tình hình phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Câu hỏi thứ hai dựa vào lược đồ hình 36.2, hãy kể tên các ngành công nghiệp chính trong vùng. Và câu hỏi thứ ba cho biết vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm lại chiếm tỷ trọng cao ở trong vùng. So với nông nghiệp thì tỷ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp, chiếm khoảng 20% GDP toàn vùng năm 2002. Các ngành công nghiệp chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long như là ngành chế biến lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp và một số ngành khác. Trong các ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng. Vì sao ngành này lại chiếm tỷ trọng cao như vậy? Bởi vì ngành này có nhiều nguồn nguyên liệu phong phú từ các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và ngành lâm nghiệp. Đây là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu của cả nước. Các mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của vùng này đó là gạo, thủy sản đông lạnh và các loại hoa quả. Hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp đều tập trung ở các thành phố, thị xã, đặc biệt là thành phố Cần Thơ và Long Xuyên. Chúng ta sẽ ghi cái phần nội dung ngành công nghiệp vào trong bài các em nhé. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành thứ ba, đó là ngành dịch vụ. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngành dịch vụ chủ yếu là ngành xuất khẩu và vận tải bằng đường thủy và du lịch. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng này đó là gạo, chiếm hơn 80% gạo xuất khẩu của cả nước năm 2002. Ngoài mặt hàng xuất khẩu là gạo ra thì vùng này còn có thêm các mặt hàng của ngành thủy sản, đông lạnh và các loại hoa quả. Giao thông vận tải đường thủy giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân và các hoạt động giao lưu kinh tế của vùng. Hiện nay, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được đầu tư và phát triển mạnh. Chúng ta sẽ ghi nội dung phần thứ ba này vào trong bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần thứ năm của bài, đó là các trung tâm kinh tế.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 4 trung tâm kinh tế lớn nhất, đó là Cần Thơ, thứ hai Long Xuyên, thứ ba Mỹ Tho và thứ tư là Cà Mau. Chúng ta ghi nội dung bài vào nha các em. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi một câu hỏi sẽ có 4 đáp án, chúng ta sẽ lựa chọn một đáp án đúng nhất trong 4 đáp án nhé. Câu hỏi thứ nhất, đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Việt Nam được gọi là A. Sông Tiền, B. Sông Cửu Long, C. Sông Sài Gòn, D. Sông Vàm Cỏ. Trong 4 đáp án, câu nào là câu đúng nhất các em? Đó là câu B, sông Cửu Long. Chúng ta qua đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, tại sao sông Mekong vào Việt Nam được gọi là sông Cửu Long? Câu A, vì sông Mekong đổ ra biển bằng chính nhánh sông. B, vì theo truyền thuyết, vùng đồng bằng Nam Bộ ngày xưa là nơi ở của chính con rồng. C, vì theo tín ngưỡng của dân gian, rồng tượng trưng cho mưa thuận gió hòa. Câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Câu trả lời đúng nhất đó là câu D. Câu hỏi thứ ba, tại sao vịt được nuôi nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long? Câu A, vùng trọng điểm trồng lúa. Câu B, vùng có nhiều kênh rạch chằng chịt. Câu C, câu A và câu B đều đúng. Câu D, câu A và câu B đều sai. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đó là câu C là câu đúng nhất. Câu hỏi thứ tư, rừng ngập mặn ở khu vực nào của đồng bằng sông Cửu Long? Câu A, ven bờ sông Tiền và sông Hậu. Câu B, tỉnh Cần Thơ. Câu C, ven biển và trên bán đảo Cà Mau. Câu D, tỉnh Vĩnh Long. Đáp án đúng nhất đó là câu C, ven biển và trên bán đảo Cà Mau. Như vậy, nội dung bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Cô muốn dặn dò các em một xíu là các em cần chép bài đầy đủ cho cô, sau đó học bài và chuẩn bị tiếp cho cô bài 37 là bài thực hành trả lời các câu hỏi và bài tập của bài 37 trong sách giáo khoa trang 134 nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé. Chúc các em nhiều sức khỏe.